Chào cả nhà khỏe không? Đây là cái hiệu hột sen mà mình đang xài này cả nhà. 142g, 5 ounces. Cái hiệu này, mấy cái hiệu hột sen này á, còn là make in China với lại make có Việt Nam. Mà Việt Nam là cái loại mà nó sỏ sâu á, mình xài thử cái loại đó rồi sao mình ăn mình không thấy nó bùi cả nhà ơi. Cho nên bây giờ mình xài thử cái này. Thì nãy giờ mình cái tô cái thao nước này là hai bịch hột sen này đó là mình đã rửa nó 3 lần nước. Nước giờ cả nhà thấy nước trong dễ sợ không? Thì mình quay gần lại nè, nước trong veo là mình rửa 3 lần nước rồi thì bây giờ nước này nó trong nè, rồi mình phải coi những cái hộp mà nó còn cái tim sen đó, mình đã gỡ nó ra rồi. Bây giờ mình ngâm qua đêm nha. Hiện tại bây giờ là 9 giờ tối rồi. Mình sẽ ngâm qua đêm rồi ngày mai mình sẽ nấu. Mình muốn nấu chè hột sen, tự nhiên mình thèm chè hột sen quá cả nhà ơi. Ngày mai khi mình nấu xong rồi mình sẽ cho cả nhà coi cái thành quả của mình nha. Đây là cái hiệu hột sen mình đang xài nè. Giờ đây là hột sen đã mình đã ngâm qua được một đêm rồi đó cả nhà. Nó trắng nõn luôn, nó nở ra giống như hột sen tươi vậy đó. Bây giờ mình bỏ lên cái lò này mình nấu nha. Nhà mình thì không có cái lò mà kiểu mà áp suất đó, mình sợ cái lò đó lắm nên mình không có dám mua. Mình thấy mình coi trên YouTube mình thấy cái nồi đó nấu nó xì cái hơi ra mình sợ quá đây à. Thôi mình nấu bằng cái nồi này cũng được. Hiện tại thì nước nó chưa sôi thì mình bỏ cái lửa cao nhất nha. Để coi nấu đây là lần đầu tiên mình nấu chè hạt sen bằng cái lò này. Để mình coi nấu bao nhiêu tiếng thì mình sẽ nói cho cả nhà nghe. Bây giờ là 10 giờ sáng rồi. Thì nấu bao lâu tiếng thì nó sẽ mềm. Bắt đầu nấu nha bà con. Cả nhà ơi, chè đã xong rồi. Sau một hồi nấu nó là mình nấu hồi 10 giờ sáng. Bây giờ mấy giờ? 10 giờ, 4 giờ, 10... 6. 6 tiếng. 6 tiếng đồng hồ nấu chè này nè cả nhà. Mình đã bỏ vô đây một tí xíu đường. Nhà mình không có đường phèn, mình chỉ dùng cái đường trắng thôi nha cả nhà. Rồi, đó ơi, 6 tiếng đồng hồ để mình ăn thử coi nó mềm không nha. Cả nhà thấy khói lên không? Thấy khói lên đó, đó, khói lên đó. Còn nóng lắm cả nhà ơi. Khói lên nghi ngút luôn. Mình đã ăn cơm xong rồi, bây giờ mình ăn chè hạt sen nha. Hột nở to nhưng mà không có biết có bị mềm không, tại bỏ đường không biết có loại đường không. Mình sẽ ăn cho cả nhà coi. Cả nhà ơi, mình mới vừa ăn thử cái hộp đậu nó mềm, thiệt là mềm luôn. Bỏ đường vô mà nó không có loại đường nha cả nhà. Mình nấu bằng cái slow cook đó. Ồ ôi ngon quá. Bây giờ mình đã biết nấu chè hạt sen rồi. Mời cả nhà dùng chè hạt sen với mình. Mình mới vừa ăn thử ngon tuyệt vời luôn. Chè hạt sen đứa nào ăn không? Kylie thay là ăn không, mẹ múc cho. No. Không ăn hả? Có mình ăn thôi. Một hồi mình sẽ đem lên cho ba mẹ mình ăn thử. Ngon lắm cả nhà ơi, nấu đi ngang. Nêm nếm đường thì tùy theo cái lượng ăn ngọt, ăn lạc của gia đình mình thôi. Cả nhà ơi, thành công rồi cả nhà ơi. Sau 6 tiếng đồng hồ nấu hạt sen, mình đã có chè hạt sen ăn rồi, rất là ngon. Thì bây giờ mình nói lại một lần nữa ha, là hạt sen mình ngâm cả đêm, rửa sạch xong ngâm cả đêm. Nấu trên cái lò này á, nấu với lửa cao, mình nấu 5 tiếng rưỡi. Xong rồi đường đó là mình nấu cái nồi khác, mình nấu cái lượng đường vừa ý của mình rồi, nấu nước đường vừa ý rồi. Thì sau 5 tiếng rưỡi thử thì hột sen nó mềm, mình bỏ vô đây mình nấu tiếp nửa tiếng nữa. Không có quậy gì hết nha bà con. Thì bây giờ nó đã ra như vậy nè. Được 2 ly. Một cái tô với một cái cup nhỏ, cái nồi nhỏ như vậy. Thì chè hạt sen này á, mình nấu cả nhà coi nè, nó trong veo luôn. Thì tại vì mình nấu lâu quá nó hơi vàng, thì cái đường nó hơi vàng nè, với mình dùng cái đường vàng á, đường cát vàng mình nấu nè, chứ mình không có đường phèn ở nhà. Thì hai ly này sẽ cho mẹ mình, cái ô này thì để dành cho mình để tủ lạnh ăn. Hồi nãy thì mình với ông xã mình ăn hai cái chén nhỏ rồi, ăn cơm xong rồi mình ăn hai chén nhỏ. Cái này đó là cho em gái mình, không có đường nha cả nhà, mình múc ra trước là em gái mình nó ăn kiêng, nó không có ăn đường. Thì bây giờ mình sẽ đi giao hàng cho mẹ mình đây. Mẹ mình rất thích đây là tại vì mẹ mình đó rất là thích ăn chè hạt sen. Mỗi lần mà đi xuống dưới Los á, thì mình hay ghé tiệm tiệm nhà hàng Bro đó, rồi mình mua chè hạt sen này đem về cho mẹ mình. Thì đây
Cả nhà nấu với mình nha, rồi cho mình cái ý kiến là cả nhà có cái bí quyết gì khác không, chỉ cho mình với. Nhưng mình đã sau bao lâu năm mình đã ngưng không nấu chè thì hôm nay mình nấu lại chè hạt sen thì tuyệt vời. Các bạn ơi, rất là ngon. Hạt sen thì ăn bổ mát cho cơ thể, tốt cho sức khỏe, bỏ lượng đường vừa phải thì không có nhiều đường đâu bà con ơi, vừa vừa ngọt ngọt thôi, rất là ngon. Thôi mình chúc cả nhà có một ngày thiệt là vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn video kỳ sau. Bye bye.